Chúng con thờ lạy Chúa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy trái tim cùng Thánh Đấng Chúa Giêsu, con nhờ trái tim cờ sạch Đức Bà Maria mà dâng cho trái tim Chúa mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa. Khi dâng mình tê lệ trên bàn thờ, con lại dâng cho trái tim Chúa có ý cầu nguyện canh riêng theo ý Đấng Giáo Hoàng, Đức Chúa Trời Trai Thánh Thiên Thần truyền tin cho ra Thánh Đức Bà Maria. Và ra Thánh Đức Bà chịu thay bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Kính mừng Maria, để ơn có Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà gồm cũng là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và chăng giờ lâm tử. Amen. Này tôi là tôi, ta Đức Chúa Trời. Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. Kính mừng Maria, để ơn có Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà gồm cũng là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và chăng giờ lâm tử. Amen. Chúa ơi, ngồi thơ hại xuống thế làm người và ở cùng chúng con. Kính mừng Maria, để ơn có Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà gồm cũng là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và chăng giờ lâm tử. Amen. Lạy ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con đang chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Lạy Chúa, chúng con xin cho ban ơn sáng trong linh hồn chúng con là kẻ đang nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn con Chúa chịu nan chịu chết trên cây thánh giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng lăng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tín cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ ca thánh tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lai xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thâm vạn vô cùng. Con lạy thiên thần Đấng Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai xuống thế làm người, chịu nan chịu chết mà chuộng tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau đường lên thiên đàng xem thay màn Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là Đấng phép tăng và lòng lành vô cùng. Con bên Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự. Vì Chúa là Đấng trọn tốt, trọn lành vô cùng. Lạy vì Chúa,
thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phán nghịch lỗi cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghép mọi tội con trên hết mọi sự. Con dâng lòng Chúa cái và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dìm tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Năm màu nhiệm sáng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan, ta hãy xin cho được sông xứng đang làm con cái Chúa. Lạy Cha, con ở trên trời, con nguyện danh Cha ca sáng, Cha chỉ đến đi, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho con nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ra trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ mọi người được. Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ mọi người được. Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gục phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gục phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gục phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gục phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gục phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gục phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana, ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Người. Lạy Cha, con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, để ơn vô đỡ Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria,
Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm cũng là. Ơn Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm cũng là. Ơn Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm cũng là. Ơn Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm cũng là. Ơn Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm cũng là. Ơn Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm cũng là. Ơn Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm cũng là. Ơn Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm cũng là. Ơn Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm cũng là. Ơn Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ ba thì ngắm Đức Chúa Giêsu giao giảng nước trời và kêu gọi sám hối, ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận tin mừng. Lạy Cha con ở trên trời, chúng con nguyện dân Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cho chúng con hôm nay lương thực ngày và tha nợ chúng con, như chúng con ta kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ra trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria,
Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ ơi, trở cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ ơi, trở cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ ơi, trở cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng giản Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn đến thiên đàng, nhất là những linh hồn gần lên lòng Chúa thương xót hơn. Chúng con này ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và được nửa kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống xưa đây mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ. Vì vậy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc này vì công việc vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô và Thánh Thần ta đến muôn đời. Nếu ta cùng chết với Ngài, ta sẽ cùng Ngài phụ sinh. Nếu ta chịu cố với Ngài, ta sẽ cùng Ngài không chịu. Con hãy nhớ rằng Đức Kitô đã phụ sinh từ trong cõi trên. Ngài là cứu Chúa ta, hiệp thông trong thánh lễ chúng ta cầu xin Chúa ban ơn bình an. Xin Chúa chúc lành cho chuyến đi của Đức Tổng Giám mục Paul Ricard Balaguer đến Việt Nam, để Ngài là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Tòa Thánh, để gặp gỡ và tiếp xúc với Thủ tướng Việt Nam, với Bộ Ngoại giao Việt Nam, với Bộ Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ, cũng như Hội đồng Giám mục Việt Nam. Và trong những ngày này, Ngài đến thăm cũng như dân thánh lễ ở cả ba miền: miền Bắc dân thánh lễ tại Nhà thờ Chánh tòa Hà Nội, miền Trung dân thánh lễ tại Nhà thờ Chánh tòa Huế, và miền Nam Ngài sẽ dân thánh lễ tại Nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban cho chuyến đi của Ngài thành công và mang lại nhiều điều tốt đẹp cho Hội Thánh Công giáo. Và cùng với đó chúng ta cầu nguyện cho linh hồn cha Giuse Nguyễn Ngọc Từ, các linh hồn ông bà, cha mẹ, tổ tiên, các linh hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi, các linh hồn các tu sĩ, các linh mục. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúng ta nài xin Chúa tha thứ tội lỗi, xin Chúa ban ơn tha thứ để tất cả chúng ta dâng thánh lễ sốt sắng, vậy anh chị em ăn năn thống hối. Và ngày thứ năm trong tuần chúng ta kính nhớ thánh thể Chúa Giêsu Đấng đã vì yêu chúng ta ở lại giữa cõi đời này để trở nên
tấm bánh trở nên của ăn thiêng liêng cho chúng ta, anh chị em ăn năn tội. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước Hòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, để làm vinh danh Chúa, Thánh Giám Mục Tanislao đã gục ngã dưới lưỡi gươm những kẻ bắt hại mình. Xin cho chúng con cũng được một niềm tin vững mạnh, giúp chúng con trung thành với Chúa suốt cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài chức trách tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, khi các thủ hạ dẫn các tông đồ đi, họ đem các ngài ra trước công nghị. Vị thượng tế hỏi các ngài rằng: Ta đã ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà giảng dạy, thế mà các ngươi đã giảng dạy giáo lý các ngươi khắp ở Jerusalem. Các ngươi còn muốn làm cho máu người đó lại đổ trên chúng tôi ư? Phêrô và các tông đồ trả lời rằng: Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã cho Đức Giêsu sống lại, đấng mà các ông đã giết khi treo ngài trên thập giá. Thiên Chúa đã dùng quyền năng tôn ngài làm thủ lãnh và làm đấng cứu độ, để ban cho Israel được ăn năn sám hối và được ơn tha tội. Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa đã ban cho mọi kẻ vâng lời người. Khi nghe những lời đó, họ liền phẫn nộ và tìm mưu giết các ngài. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lì ngợi khen người. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên nào nhường bao, phúc đức ai tìm nương tựa nơi người. Nhiều người đau khổ cầu cứu mà Chúa đã nghe. Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy trừ di tích chung nơi trần ai. Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ, ngài kêu họ khỏi mọi lỗi âu lo. Nhiều người đau khổ cầu cứu mà Chúa đã nghe. Chúa gần gũi những kẻ đoán trường và kêu chữa những tâm hồn đau thương dập nát. Người hiền đức gặp nhiều bước gian truân,
nhưng Chúa luôn luôn giải thoát. Kìa người đang cố cầu cứu mà Chúa đã nghe. Alleluia, Alleluia. Chúa ban, Thầy sẽ sai thần chân lý đến, người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng: đứng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Đứng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Điều gì người thấy và nghe thì người làm chứng về điều đó, nhưng lời chứng của người không ai chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của người thì quả quyết Thiên Chúa là đấng chân thật. Đấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Cha yêu mến con nên đã ban mọi sự trong tay con. Ai tin vào con thì có sự sống đời đời, còn ai không tin vào con thì sẽ không được thấy sự sống. Nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngài khen Chúa. Anh chị em thân mến, nhân dịp Đức Tổng Giám mục Pontica Bangalger đến thăm Giáo hội Việt Nam, tôi muốn nói đến một chút về ngoại giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam, đặc biệt trong thời gian qua. Đức Giám mục Bangalger, Ngài là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Tòa Thánh, và Ngài sang Việt Nam bắt đầu từ chiều ngày 9 Tây, đã đến phi trường Nội Bài và ra tiếp đón Ngài. Thì có một số đại diện của Hội đồng Giám mục Việt Nam, chẳng hạn như Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Thiên, là Tổng Giám mục của hai giáo phận lớn Sài Gòn và Hà Nội. Bên cạnh đó còn có Đức cha Louis Tuấn, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, v.v., là thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam, v.v. Và một số các linh mục, một số các nữ tu cũng được chỉ định để đến phi trường Nội Bài và đón Đức Tổng Giám mục. Cùng đi với Đức Tổng Giám mục Bangalger thì còn có một đức ông tháp tùng với Ngài, cho nên đoàn ngoại giao của Tòa Thánh Việt Nam sang Việt Nam hầu như có hai người. Đức Tổng là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và một vị thư ký, đó là một đức ông. Và cùng ra sân bay cũng có một số quan chức của Chánh phủ. Tuy là Hội đồng Giám mục Việt Nam mời, thế nhưng Ngài cũng phải đến và chào thăm, gặp gỡ một số quan chức của Chánh phủ Việt Nam, của nhà nước Việt Nam. Chẳng hạn như Ngài gặp ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam, gặp ông Phạm Minh Chính, là Thủ tướng của Việt Nam chúng ta. Và ngoài ra thì trong những ngày sắp tới, Đức Tổng Bangalger sẽ còn gặp chẳng hạn như Ban Tôn giáo Chánh phủ, chẳng hạn như Bộ Nội vụ của Chánh phủ Việt Nam. Và Ngài sẽ đi thăm ba miền đất nước như tôi nói lúc nãy ở đầu thánh lễ. Ngài đã dâng thánh lễ đầu tiên cho giáo hội, cầu nguyện cho giáo hội Việt Nam vào lúc 18:30 chiều hôm qua tại nhà thờ lớn của Tổng giáo phận Hà Nội, tức là nhà thờ Chánh tòa của Tổng giáo phận Hà Nội. Ngài đã chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Hội Thánh tại Việt Nam. Nhớ lại
Cách đây vài tháng, vào tháng 7 năm 2023, khi ông Võ Văn Thưởng lúc bấy giờ còn đang là Chủ tịch Việt Nam sang Thành Quốc Vatican để ý kiến Đức Thánh Cha Francisco, thì ông Thưởng đã từng mời Đức Thánh Cha đến Việt Nam để thăm chính thức Việt Nam. Cho tới nay thì ngoại giao của Tòa Thánh và Việt Nam có nhiều suôn sẻ, mở ra nhiều triển vọng mới. Thì sau khi ông Võ Văn Thưởng, nguyên Chủ tịch nước Việt Nam, gặp Đức Thánh Cha trở về, thì đến tháng 12 năm 2023, một đại diện thường trú của Đức Thánh Cha đã được chỉ định để ở lại tại Việt Nam, đó là Đức Tổng Giám mục Maleski. Ngài đang ở Hà Nội và ở trong một tòa khách sạn lớn, coi như đó là văn phòng, tạm đặt văn phòng thường trú của vị đại diện của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam. Cho nên là chúng ta thấy có những bước phát triển về ngoại giao tốt như vậy. Cho nên lần này Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Tòa Thánh có đến Việt Nam thì cũng, tôi nghĩ rằng cũng nằm trong cái tiến trình của con đường ngoại giao đang phát triển ấy. Và vì Đức Tổng Giám mục Ban Lager, Ngoại trưởng của Tòa Thánh, đang thăm Việt Nam như vậy, cho nên người Công giáo Việt Nam nói riêng và những người dân của Việt Nam nói chung, nếu có quan tâm đến Hội Thánh Công giáo tại Việt Nam, chắc chắn sẽ rất nức lòng, sẽ rất mong mỏi có một điều kỳ diệu hơn nữa, một điều lớn lao hơn nữa. Vì thế chúng ta tin rằng đây là một sự tiền trạm mà Đức Tổng đi trước, Đức Tổng Bộ Ngoại giao của Tòa Thánh đi trước để tiền trạm chăng, chờ một ngày không xa Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến Việt Nam. Và lúc bấy giờ chúng ta không chỉ nhìn Ngài bằng hình ảnh nữa, người Công giáo Việt Nam đã có thể gặp gỡ vị cha chung của mình, Đức Francisco, tường tận bằng thịt bằng xương, rõ ràng trên chính quê hương mình. Chúng ta rất mong mỏi, chúng ta rất hy vọng điều đó. Một ngày không xa, với những bước phát triển về ngoại giao như thế này, thì Đức Thánh Cha có thể đến thăm khoảng hơn 7 triệu, gần 8 triệu người Công giáo Việt Nam đang chờ đón Ngài, đang mong đợi Ngài, đang hết lòng, đang nức lòng để chờ đón một sự kiện lớn lao. Chúng ta tin, chúng ta có quyền tin, chúng ta có quyền hy vọng. Và tôi còn nghĩ rằng có thể Đức Tổng Giám mục Paul Ricca Ban Lager đến thăm Việt Nam lần này như là một tiền trạm đi trước, một chuẩn bị trước cho việc đón Đức Thánh Cha sau này chăng. Bởi vì nhiều người còn mong đợi hơn nữa, còn hy vọng hơn nữa ở một tương lai gần. Bởi tháng 9 năm nay thì Đức Thánh Cha có chuyến tông du sang châu Á, ngày thăm chính thức Indonesia. Và cùng với việc thăm chính thức Indonesia thì Đức Thánh Cha cũng tông du đến Malaysia và Đông Timor. Cũng trong tháng 9, Đức Thánh Cha cũng sẽ đến thăm châu Đại Dương. Vì cho nên là biết đâu trong một tương lai gần, nhân dịp thăm châu Á mà chúng ta vừa nói, thì chúng ta có dịp đón Đức Thánh Cha thì sao? Chúng ta không dám chắc điều gì. Những gì ở tương lai còn ở tương lai, thế nhưng chúng ta dám mơ mộng, chúng ta dám hy vọng. Đó là điều không ai cấm chúng ta. Bởi chúng ta nói sai, chúng ta nói mà không đúng với lý lẽ chung, thì chắc chắn nhiều người sẽ coi đó là điều chúng ta tuyên truyền tầm bậy. Nhưng chúng ta nói bằng hy vọng thì không ai có quyền đánh mất hy vọng của chúng ta, không ai có quyền làm cho chúng ta tắt hy vọng cả. Thưa anh chị em, ngoại giao của Tòa Thánh là một nền ngoại giao rực rỡ suốt 2000 năm qua. Hội Thánh Công giáo Việt Nam, hay nói đúng hơn quốc gia Vatican, mặc dù nhỏ bé về địa lý, thế nhưng lại là một quốc gia hàng đầu về ngoại giao. Và
trải qua nhiều thời giáo hoàng của thế kỷ thứ 20 thì nền ngoại giao này càng rực rỡ, càng phát triển, ngày càng mở rộng hơn. Lần đầu tiên một ngoại trưởng của Tòa Thánh đến Việt Nam cũng là một sự kiện lớn dành cho giáo hội Việt Nam. Vì thế những bước phát triển về ngoại giao khắp nơi trên thế giới mà Tòa Thánh đã đặt nền móng ấy, thì chúng ta sẽ tin tưởng những cuộc tiếp xúc nữa, những gặp gỡ nữa giữa hai lãnh đạo, giữa hai phần lãnh đạo. Một bên là đời, đó là nhà nước Việt Nam. Một bên là tinh thần, đó là niềm tin tôn giáo của Tòa Thánh. Chắc chắn sẽ có những bước đi nữa, những bước đi mới, những bước đi lớn hơn, những bước đi xa hơn. Xin Chúa ban cho cuộc ra đi lần này đến với Hội Thánh Việt Nam và đến với quê hương Việt Nam của chúng ta, của vị ngoại trưởng của Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Ban Lager, sẽ thu gặt được nhiều kết quả, sẽ mang lại niềm hy vọng lớn lao cho người giáo dân Việt Nam, cho mọi thành phần dân Chúa tại Việt Nam. Chắc chắn trong cuộc nói chuyện cuối cùng mà Đức Tổng Giám mục Ban Lager gặp gỡ Hội đồng Giám mục Việt Nam trước khi Ngài lên máy bay vào ngày 14, tức là ngày Chủ nhật tới đây, thì chắc chắn sẽ có nhiều sự kiện giữa hai bên trao đổi lẫn nhau, Tòa Thánh và các đức giám mục có dịp trao đổi. Bởi vì mỗi lần mà đi sang Tòa Thánh không có nhiều giờ, lần này Đức Tổng Giám mục Ban Lager đến thăm Việt Nam 6 ngày, xem là một cuộc thăm dài, bởi từ ngày 9 đến ngày 14, trong 6 ngày đó là một cuộc thăm dài, chắc chắn có nhiều điều để nói chuyện với nhau. Và Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ đích mời Đức Tổng Giám mục Ngoại giao của Tòa Thánh sang Việt Nam chắc chắn cũng có nhiều vấn đề để trình bày. Vì thế cho nên Hội đồng Giám mục mới mời, vì thế cho nên Hội đồng Giám mục mới sẵn sàng để đón tiếp và sẵn sàng để tiếp kiến với Đức Tổng Giám mục Ngoại giao của Tòa Thánh. Chúng ta xin Chúa Thánh Thần ở lại trên những gì mà các vị đại diện của Hội Thánh Công giáo Việt Nam đang làm, để từ đó Chúa Thánh Thần với luồng sinh khí mới sẽ làm phát triển Hội Thánh, sẽ làm cho đức tin của Hội Thánh chúng ta ngày càng tiến triển, ngày càng đi xa và phát triển mạnh. Xin Chúa Thánh Thần củng cố lòng tin nơi mỗi con dân Việt Nam, nhất là nơi mỗi người giáo dân Việt Nam, để càng ngày chúng ta thành những thành phần dân Chúa càng yêu mến Hội Thánh, càng yêu mến các vị lãnh đạo của mình trong tinh thần, trong chân lý và trong đức tin. Xin Chúa cho tất cả chúng ta được trưởng thành, lớn lên mãi trong ơn gọi làm Kitô hữu của mình. Nhân dịp này chúng ta cầu nguyện, và cầu nguyện một cách tha thiết, xin Chúa giúp đỡ để có một ngày nào Đức Thánh Cha Francisco có thể viếng thăm chúng ta tại quê hương nhà của mình là đất nước Việt Nam này đây. Kính dâng lại cho Chúa.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ toàn thánh cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và lưu lên cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính thánh giám mục Stanislao Tử Đạo, xin thương nhận của lễ chúng con dân để tạ tội và ngợi khen Chúa. Vì lễ tế này xin tha thứ tội lỗi chúng con và giúp chúng con hằng biết cảm tạ Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chưng để tuyên xưng danh Chúa theo gương Đức Kitô, máu của Thánh Stanislao giám mục Tử Đạo đã đổ ra, bày tỏ những việc lạ lùng của Chúa. Qua đó Chúa thực thi quyền lực của Chúa nơi bản chất mỏng giòn của con người, củng cố sức lực yếu đuối của họ để làm chứng cho Chúa nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với đạo binh thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian hằng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô uy linh Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tùng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiêu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hai đức giám mục Giuse và Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là linh hồn linh mục Giuse mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế, và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện xin Cha ta sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin oái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin oái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng soi mọi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng soi mọi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng soi mọi trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin bình thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời.
Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa ngự trong phe mình thay. Con kính mến Chúa trên nên mọi sự, cùng ước cao chiều lấy Chúa trong linh hồn con. Xong lẽ bởi vì bây giờ con chẳng có thế mà chiều Chúa cho bằng đường, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cái thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào tâm, thì con xin nắm lấy cùng mầm làm một cùng Chúa cho chồng. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Thank you.
rước mình mà mẫu Chúa xin cho chúng con tiếp nhận với tấm hồn thanh sạch, và xin cho ơn huệ đời này trở nên linh diệu cho chúng con được sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa hân hoan lãnh nhận bánh bởi trời để mừng thánh Tanit Lao giám mục tử đạo. Trong tiệc thánh này, chúng con vừa tuyên xưng Đức Kitô đã chịu chết. Xin cho chúng con được cùng với các thánh tử đạo chia sẻ vinh quang với đấng đã phục sinh, người hằng sống và hiển tri muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Amen.